Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái con app chơi con T-Rex thì cực kỳ ngon này. Đó là con app cgminer.com đây. Đó, thì mọi người có thể thấy thì con app này giao diện khá là ngon, khá là đẹp và dễ dùng. Thì trước khi vào con app này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký của con app này nhá. Ở đây mình sẽ đăng xuất ra này. Mình sẽ đăng ký, thì link đăng ký của mình thì mình đã để dưới phần mô tả rồi. Thì ở đây là phần đăng ký này, thì mọi người có thể thấy đây là mọi người có thể điền email của mọi người vào đây, nhập email vào đó. Đây là mật khẩu của mọi người này, ở đây là mật khẩu này, và nhập lại mật khẩu này. Còn đây là mã cà chê của mình, đây là 1318. Thì đó, khi mọi người xong, khi mọi người hoàn thành thì mọi người bấm đăng ký ngay. Thì mình đã đăng ký rồi, mình sẽ đăng nhập vào luôn này. Mình sẽ bấm vào đã có tài khoản này, đó mình sẽ điền tài khoản của mình vào đây. Mình sẽ vuốt này, xác minh thành công thì phải bấm vào đăng nhập. Đó, đăng nhập thành công rồi này. Thì hướng dẫn mọi người, khi mọi người vào con app này thì nó sẽ ra là giao diện ở tiếng Anh mọi người nhá. Thì mọi người bấm vào cái chỗ ba gạch đây, thì ở đây có phần tiếng Việt này. Đấy, mọi người sẽ chọn về tiếng Việt ở đây. Đó, thì ở đây con app này thì mình sẽ giới thiệu qua con app này như thế nào, có những cái gì hay cho mọi người có thể thấy này. Thì ở đây con app này là con app mini game thành phố giải trí, khai thác là một xu hướng mới của khai thác tiền điện tử và tương tác giải trí. Đó, về chúng tôi này, mọi người có thể thấy này, ở đây số số người đăng ký của nó này hiện tại là 141 à nhầm 1.414.000, à sorry mọi người, 14 triệu chứ, 14 triệu, hơn 14 triệu người đăng ký. Kiểm tra công ty, mọi người có thể bấm bấm sang đây. Đó, kiểm tra công ty, đây là thông tin của công ty của nó này. Đó, khá là uy tín đấy. Đó, mình sẽ quay trở về. Ở đây thì mọi người có thấy nào, đây là cái phần trăm hoa hồng này, chân thành người dùng tham chiến được chiến lược hợp tác này. Đó, phần trăm chiến lược hợp tác thì tí nữa mình sẽ nói qua. Ở đây có cái sòng crypto hash này, tí nữa mình sẽ chơi thử cho mọi người xem cái crypto crypto hash này là như thế nào. Đó, thống kê thời gian thực của chúng tôi này, thành viên hiện tại có 39.000 người tham gia này, tăng trưởng tài chính này. Ở đây hiện tại có 1 triệu 4 rồi, 1 triệu 4 đô rồi. Như để liên hệ dịch vụ khách hàng này, khi mọi người có thắc mắc gì mọi người có thể liên hệ dịch vụ khách hàng ở đây nhá mọi người nhá. Đây, trực tiếp trực tuyến này, game này hoặc là channel này. Đó, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khai thác mỏ. Đó, mọi người bấm vào đây này, mọi người có thể phần khai thác mỏ, mọi người bấm vào. Đó, mọi người có thể ở đây là có level 1 này, hoặc level 2 này, level 3 này, level 4, level 5. Thì ở đây mình hiện tại mình vẫn ở level 1 thôi. Thì mình sẽ vào nâng cấp này. Mọi người sẽ nhận được một cái mã QR đây. Mọi người có thể copy này hoặc là ví tài chính này. Đó. Ví thợ mỏ thì mình sẽ vào copy trước này. Ok, rồi mình sẽ nạp tiền về con ví này là như thế nào. Thì mình sẽ bấm vào nâng cấp đây, copy này. Mình sẽ trở về cái ví wallet của mình. Đó, chốt wallet đây. Ok, thì mình sẽ bấm vào send này. Đó, mình sẽ dán paste này và mình sẽ nạp 10 TRX vào trước nha mọi người nhá. Ok, continue. Confirm nha mọi người nhá. Đó, ok chưa? Ok, thì mình sẽ đợi nó giao dịch thành công. Mình sẽ quay lại con app đấy. Đây, mình sẽ quay lại này. Ok chưa? Mình sẽ quay lại cái phần khai thác mỏ. Khai thác mỏ đây là sao? Đây, số dư mỏ đây. Mình hiện tại là có 10 rồi này. Hoàn toàn thành công rồi này. Nâng cấp máy chủ, máy khai thác này. Đấy, tiếp tục để nâng cấp thì hiện tại mình đang khai thác để cho nó tự động khai thác này. Là 10 TRX mình đã đầu tư cho nó và tiền lãi hàng ngày là 7,3%. Hiệu suất máy là 30 GH trên giây. Ok chưa? Thì tiếp tục mình giới thiệu cho mọi người cái con hát game này. Ở đây cái phần hát game này số có những cái băm may mắn này, số may mắn này, hoặc là hát new new này. Đấy, thì mình sẽ vào chơi cái trò số may mắn này đi. Đó, ở đây mình sẽ giải thích cho mọi người. Ở đây bạn có thể, cái này thì chỉ là thông báo thôi, thì mình sẽ giải thích cho mọi người cách chơi của cái con game này. Ở đây mọi người có thể thấy này, ở phần big
small và odd và even. Mình hiện giải thích cho mọi người có thể thấy này. Big thì ra những con số như ở đây là 5 6 7 8 9. Small thế là 0 1 2 3 4. Và odd sẽ là 1 3 5 7 9. Even là 0 2 4 6 8. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách add cái mã cái ví địa chỉ của mình. Ok chưa? Ok thì hát game này, tổng tài sản này, mọi người có thể nhận được 20 USDT hoặc là 30 TRC20. Thì ví của mình thì mình sẽ ấn vào add này. Đó, mình sẽ quay lại ví Chat Wallet. Ok, quay lại ví Chat Wallet này. Mình sẽ bấm nhận. Đó, mình sao chép này. Quay trở lại cái con app đấy. Đây. Mọi người dán vào nhá. Paste này. Ok, lưu địa chỉ. Mình sẽ bấm lưu địa chỉ này. Ok, đã thành công rồi. Đó. Thì ở đây mình sẽ nạp, mình sẽ đánh trước cho mọi người thử xem mọi người cách chơi nó đơn giản như thế nào. Lưu cái đặt này. Đó, mình giờ mình sẽ đánh một con big đi. Con big này. Đó. Ok, mình đã sao chép thành công. Khi mình tiếp tục mình quay lại vào ví chốt wallet để mình chơi này, mình gửi này. Mình sẽ gửi 15 TRX. Ok, mình sẽ gửi 15 đi, đánh continue. Confirm. 2116. Ok, thì mình sẽ quay lại, tiếp tục quay trở lại cái con app này. Thì nói qua thì ở đây mọi người có thể thấy là tỷ lệ ăn khá là ngon này. Đấy, tỷ lệ bên 4 số này thì đều là lặp lại các như các số khác. Có số khác này, mọi người có tỷ lệ ăn cực kỳ cao. Ok, để xem nào. Xem mình ăn chưa này. Để quay lại đây. Thì mình đã đánh big đúng không? Thì mình sẽ quay lại đây này. Để mình xem cách mình có ăn hay không. Đó. Mình sẽ bấm more. Đây. Mọi người thấy là ra số 2 này, số cuối H này. Là số 2 này. Đó, các bạn mọi người thấy chưa? Đó là số 2 nha. Thì tiếp tục mình sẽ quay trở về cái con app này, mình đánh big mà đúng không? Big ở đây thì có 2 không? Vậy là không có 2 rồi, hơi đen này. Thì mình sẽ mất 15 đô, à 15 TRX sorry mọi người nhá. Mình sẽ làm một phát nữa này. Đánh small đi. Đó, mọi người thấy này, đánh small này. Lại sao chép nhấp một lần này. Quay lại cái con chốt này. Đó, và bấm gửi này. Paste này. Đó, mình đánh 15 tiếp này. Continue. Tiếp tục. Confirm này. Ok chưa? Đó, tiếp tục. Trong thời gian chuyển này, mình sẽ quay trở lại con app này và giới thiệu cho mọi người tiếp tục con app này có những cái gì. Thì ở đây, mọi người có thể thấy con app này có những cái phần giới thiệu bạn bè này, trung tâm chia sẻ với bạn bè này, mọi người có thể thấy này. Cái phần mã QR này, mọi người có thể copy cái mã này và chia sẻ lên Facebook này, Insta này, TikTok này cho mọi người tham gia. Mọi người sẽ trở thành đại lý của họ và mọi người sẽ nhận được phần trăm hoa hồng cực kỳ lớn nha mọi người nhé. Ở đây, ok, thì mình sẽ quay lại cái con số này. Mình đang chơi dở mà, đúng không? Mình đang chọn small. Thì tiếp tục mình sẽ quay lại ví chốt wallet này. Ok, vào đây xem nào. Vào more. Đấy. Ra hát này. Mọi người này. Đó là con 6 nha mọi người nhá. Đó, mọi người thấy chưa? Để xem mình ăn không nào. Ở đây. Xem mình ăn chưa. Ok, truy vấn chiến thắng này. Ở đây thì mình mất này, kết quả ra 6 này, ra 2 này. Đó, không thắng này, khá là đen rồi. Đen quá mọi người ạ. Thì thôi, thì chắc là video của mình đến đây kết thúc rồi. Thì mọi người có thể thấy này. Thì có cái con game này khá là ngon này, mọi người có thấy này, phần này. Small này, big này, all này, even này. Đó. Ok, thì khá nhiều trò chơi ở đây mọi người có thể thấy này, hash new new này, bắt ca may mắn này. Baccarat may mắn này. Đó. Ok. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người nhé.